Quảng cáo nhà tôi ba đời trị sỏi thận, làm loạn YouTube khiến dân tình ức chế và sự thật đằng sau. Nhà tôi ba đời trị sỏi thận, giọng nói thường xuyên cất lên trong rất nhiều đoạn video YouTube gần đây khiến nhiều người sử dụng ứng dụng này không khỏi ám ảnh. Ám ảnh nội dung quảng cáo. Trong thời gian gần đây, nhiều người sử dụng ứng dụng YouTube không khỏi cảm thấy phiền tối khi sử dụng ứng dụng bởi thời lượng và nội dung quảng cáo. Theo đó, chỉ một đoạn video dài 10 phút nhưng đã đến 3 đến 5 lần quảng cáo. Điều đáng nói hơn chính là nội dung của những đoạn quảng cáo này. Nhiều quảng cáo nhưng chỉ một nội dung lặp đi lặp lại. Chưa kể nội dung cũng có nội dung không phù hợp. Chị KT, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân cho biết, xem một video chưa đến 10 phút nhưng đã có đến 2 đến 3 quảng cáo chèn vào. Chưa kể nội dung cứ lặp đi lặp lại và không phù hợp. Không chỉ chị KT mà nhiều người khi sử dụng ứng dụng đều gặp phải điều khó khăn khó chịu này, chưa kể đến nội dung của các đoạn quảng cáo đều liên quan đến thuốc đông y, trong khi người dùng không hề tìm kiếm nội dung nào liên quan đến lĩnh vực này. Quảng cáo này không chỉ xuất hiện một lần mà nhiều lần với những sản phẩm thuốc đông y khác nhau và tràn lan trong các video trên YouTube trong hơn một tháng này. Nhà tôi ba đời chữa sỏi thận, cứng khớp đau nhức đi bệnh viện không khỏi, thuốc một tốc trị trĩ, dứt điểm viêm xoang, sỏi thận, vân vân là những nội dung quảng cáo chủ yếu khiến người dùng không khỏi ám ảnh. Trong đó phải kể đến là quảng cáo chữa sỏi thận với slogan kinh điển ba đời gia truyền nhà tôi chữa sỏi thận. Câu thoại kinh điển của đoạn quảng cáo chữa sỏi thận đã khiến dân tình điên đầu trong suốt thời gian gần đây. Cảm thấy quá phiền tối trước những quảng cáo như vậy, nhiều người đã chọn cách bỏ qua, nhưng sau đó lại tiếp tục. Thậm chí có người đã chọn chặn quảng cáo nhưng cũng không hạn chế được quảng cáo xuất hiện. Người dùng không chỉ ám ảnh phiền tối về thời lượng quảng cáo mà còn phiền tối luôn về việc bỏ qua, chỉ có thể chấp nhận nghe cho đến hết. Đây không phải là lần đầu tiên những quảng cáo liên quan đến thuốc đông y xuất hiện trên các ứng dụng mạng xã hội. Cách đây vài năm, người hùng mạng xã hội Facebook cũng từng đau đầu không kém khi những nội dung quảng cáo liên quan đến thuốc đông y xuất hiện ngập tràn trên newsfeed. Dù đã chọn ẩn quảng cáo hay báo cáo quảng cáo, nhưng những nội dung quảng cáo này vẫn tiếp tục xuất hiện, thậm chí còn hiện lên trong cả Messenger. Chiến lược chạy quảng cáo thuốc đông y trên Facebook thời điểm này được xem như là mỏ vàng của giới bán hàng online. Chính vì điều này mà không ít người đã mắc lừa khi tin vào những công dụng thần kỳ của sản phẩm được chạy quảng cáo liên tục trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, sau khi Bộ Y tế vào cuộc và xác định các sản phẩm này thực chất chỉ là thực phẩm chức năng, chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không có tác dụng chữa bệnh, thì nội dung của những quảng cáo này có liên quan đến các loại thuốc ở Việt Nam nói chung trên mạng xã hội này mới bị cấm cửa. Nhưng sau khi bị cấm cửa trên Facebook, các doanh nghiệp bán thuốc lại tìm đến mảnh đất khác để tiếp tục kinh doanh mỏ vàng này, đó là YouTube. Trên mặt trận mới này, các doanh nghiệp bán thuốc rất chịu chi tiền cho biên độ lợi nhuận bán hàng. Giá đấu thầu quảng cáo thông thường rơi vào khoảng 100 đến 200 đồng một lượt hiển thị, nhưng các đơn vị bán thuốc sẵn sàng chi từ 500 đến 900 đồng một lượt. Điều này khiến họ được ưu tiên gắn vào các video hơn những nội dung khác. Anh Quang Vinh, quản trị viên diễn đàn nhà sáng tạo nội dung YouTube với hơn 200.000 thành viên chia sẻ trên Zing. Đây chính là lý do các quảng cáo liên quan đến các sản phẩm thuốc xuất hiện với tần suất nhiều trên các nội dung chính của người dùng ứng dụng. Từ nỗi ám ảnh đến trào lưu chế mem. Có thể không ai biết nguồn gốc chính xác của video quảng cáo này và thời điểm nó bắt đầu xuất hiện trên YouTube là bao giờ. Và dù khá ức chế và cảm thấy phiền tối mỗi khi giai điệu này cất lên, nhưng cư dân mạng cũng đã tìm ra niềm vui khi nhắc đến quảng cáo kinh điển này. Theo đó, trong 2 tháng trở lại đây, câu nói này đã trở thành trend mới của cộng đồng mạng. Hàng loạt ảnh chế từ câu thoại kinh điển đã được dân mạng chia sẻ rần rần. Người người nhà nhà rủ nhau né quảng cáo. Sau những ám ảnh phiền tối khi nghe những câu thoại kinh điển trên YouTube, người dùng ứng dụng đã tìm đủ mọi cách để né những quảng cáo khó chịu này. Theo cách truyền thống, người dùng có thể chọn mua gói xem không quảng cáo có trả phí. Chi phí cho một gói xem không quảng cáo như YouTube công bố là
11.99 USD trên một tháng, cộng 6 USD trên một tháng nếu muốn thêm 5 người vào. Tuy nhiên, chi phí này cũng được cho là quá cao. Nhưng một số người dùng vì không muốn bị quảng cáo làm phiền đã chọn theo phương án này. Nhưng mới đây, một chiêu trò mới được người dùng phát hiện để né những quảng cáo mà ít tốn chi phí hơn, đó là mua tài khoản YouTube Premium với giá chỉ từ 10.000 đồng trên một người. Cụ thể, người dùng đã chuyển vùng mua gói tài khoản Google Family ở Ấn Độ, vốn có giá chỉ 129 rupee, tương đương 40.000 đồng. Sau đó, người mua sẽ được thêm vào tài khoản Family và có thể sử dụng dịch vụ Premium không có quảng cáo trên YouTube. Thông tin này được chia sẻ trên info.net. Tuy nhiên, phương án né quảng cáo này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi dịch vụ YouTube Premium hiện vẫn chưa thể mua được ở Việt Nam. Dù có thể sử dụng các dịch vụ mua tài khoản Premium từ bên thứ ba, sẽ yêu cầu tên, email, ảnh đại diện Google của người dùng. Khi đó, dữ liệu người dùng sẽ bị chia sẻ cho người khác biết. Nguồn trên cho biết thêm. Hiện nay, mặc dù các hoạt động quảng cáo, thực phẩm chức năng, núp bóng, thuốc đông y trên các ứng dụng mạng xã hội đã phần nào được kiểm soát, các doanh nghiệp, kinh doanh vi phạm cũng đã bị xử lý. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều cách thức để các doanh nghiệp lợi dụng để khai thác bán hàng. Chính vì thế, người tiêu dùng luôn phải đề cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin vào những quảng cáo công dụng thần kỳ như trên các ứng dụng mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc các ứng dụng mạng xã hội cho phép các quảng cáo liên quan đến thuốc xuất hiện tràn lan không chỉ gây phiền toái cho người dùng mà còn vi phạm quảng cáo sản phẩm trên website, landing page, không phù hợp với tài liệu theo quy định.